Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn cách tự fix tăng cam cho Winner. Đấy thì đây mình dùng cái cà lê 8, một đầu 8. Hai đầu đều 8, một đầu nó có cái tròng, một đầu là cái đầu cà lê nhé. Đó thì đây là xe WinX của mình. Tăng cam thì đã được ở Hec người ta fix cho một lần mà mình đi khoảng 3.000 cây thì nó lại tiếp tục kêu. Mình cũng chưa biết cách nào để fix triệt để cho nó, nhưng mà mình cứ làm tạm thời đã. Thì đây mình chia sẻ cho các bạn cùng làm. Mình thì mình không phải là thợ đâu nhá. Mình biết đến thì mình làm thôi. Thì mình ghi lại chia sẻ cho các bạn. Bạn nào biết rồi thì có thể là xem qua cho vui. Hoặc là các bạn có thể góp ý thêm cho mình. Thì mọi người cứ tháo hai con ốc ở hai bên ra. Sau đó chúng ta lấy cái cục tăng cam ra bên ngoài nhé. Các bạn có thể là tua qua video đi. Để đỡ phải ngồi chờ lâu. Vì mấy cái con ốc này cái gen nó rất là dài và nó cũng rất là lâu. Đó, sau khi mình tốn khá nhiều công thì cũng vặn được một bên. Bây giờ chỉ tiến hành vặn nốt mấy gen nữa là lấy cục tăng cam ra thôi. Vậy là nó ra rồi các bạn này. Thì xe mình ấy, mình đi khoảng 6.000 cây thì nó bắt đầu kêu một lần. Thì lần đấy mình đã tự đem ra cửa hàng ủy nhiệm của Honda người ta làm. Nhưng mà bây giờ nó gần Tết rồi, lu bu quá. Và ra đấy họ đông khách nữa. Mình rất hy vọng là bên Honda có thể là xem được cái video này để họ tìm cách giải quyết cho những anh em đi Winner. Chứ cứ fix theo cái kiểu ở ngoài cửa hàng ấy, về một thời gian nó lại kêu thôi. Nó chỉ là cái cách giải quyết tạm thời. Đó thì các bạn nhìn thấy này, cái muội nó bám đen hết ở cái này. Đấy, nó đen hết. Bạn lấy ra cẩn thận không nó rơi mất cái lông đen đấy. Bạn đặt gọn vào đâu đấy. Đấy, đây là cái cục tăng cam. Bình thường ở trong xe cái lúc gắn ấy thì là cái chốt này nó tụt vào nhé. Chúng ta tháo thì cái sợi dây cót ấy, mình gọi là sợi dây cót, nó sẽ đẩy cái đầu này nó ra ngoài để nó chống vào cái điểm tì, nó đè vào cái sợi tăng cam ấy. Đây có một con ốc giữa nữa này, mình tháo luôn ra. Đấy, con này cũng là ốc 8 luôn nhé. Các bạn chỉ cần mua một chiếc cà lê 8 như của mình thôi. À, xử lý cái cục tăng cam này là ok rồi. Đó thì trong này nó có cái lỗ. Nhìn nó giống cái ổ khóa hơn. Đấy thì mình sẽ dùng dầu DO để mình rửa. Cái cục tăng cam này ấy, thì quá trình nó chạy ấy, nó sẽ tạo ra những cái mạt sắt ở cái sợi gì nhỉ, mình quên mất đấy, nhưng mà nó sẽ tạo ra cái mạt sắt ở trên cục tăng cam này, khiến là quá trình hoạt động của cái sợi tăng cam nó không ổn định. Có nghĩa là lúc thì nó chạy ra
được, lúc thì nó bị kẹt đấy, nó khiến cho cái sợi cam nó bị trùng ra là nó sinh ra tiếng kêu. Thì hôm nay mình sẽ vệ sinh sạch cái này đi. Thì mọi người có thể dùng cái dầu DO ấy, chúng ta vệ sinh thì nó sẽ không ảnh hưởng gì cả. Bản chất của dầu và xăng thì nó nóng, nó sẽ làm cho cái nhớt của chúng ta nó tan, khi mà bị dội dầu xăng vào thì nhớt nó sẽ tan hết và nó sẽ làm sạch đi các bụi bẩn ở trong này. Đó, mình dùng cái bàn chải răng mình đánh ở phần bên ngoài, mình ngâm trong dầu DO. Dầu DO là cái loại mà dầu chạy xe ấy, hoặc là máy ấy. Đó. Mọi người có thể dùng dầu hỏa hoặc xăng cũng được, thì không nhất thiết là phải dầu DO như của mình nhé. Mọi người cứ rửa thật kỹ vào, mất công tháo ra thì rửa kỹ. Đó, sau đó chúng ta cố gắng là vẩy hết dầu đi. Nếu nhà các bạn có máy xịt hơi ấy, thì các bạn xịt sạch thì tốt. Nhà mình thì không có máy. Đấy, sau khi là rửa sạch, à, chúng ta sẽ lấy cái đầu của tô vít dẹp, mình dùng cái bút thử điện để thử cái cót, đúng không? Sợi cót nãy mình không 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 nhớ ra. Bạn để xem cái đầu thân cam nó có chạy ra chạy vào đều không. Nếu mà nó chạy ra, các bạn thả từ từ hoặc thả nhanh, nó vẫn chạy ra đều, có nghĩa là cái sợi thân cam của chúng ta, cái sợi cót chúng ta vẫn hoạt động bình thường. Đấy. Bây giờ thì chúng ta tiến hành là vệ sinh khô cái dầu nhé. Thì ở đây mình có cái khăn sạch. Đó. Các bạn vẩy hay là xịt hay là có cái gì đó các bạn làm được nó sạch nhất có thể ở trong cái cục này, cục tầng cam này. Đó, các bạn lau. Sau khi lau sạch ấy, thì các bạn tiến hành là dội nhớt vào đây. Các bạn cứ dội thoải mái đi. Đó, các bạn cứ dội thật nhiều nhớt vào trong này. Các bạn lưu ý là các bạn nên dùng cái nhớt mới nhé, đừng lấy nhớt cũ. Chúng ta vừa vệ sinh sạch xong lại dùng nhớt cũ thì coi như là phí công. Đó, mỗi lần chúng ta dội thêm một chút vào thì các bạn lại vặn chọc cái tô vít vào, các bạn vặn cái phần trong này cho cái sợi cót nó hoạt động và để cho cái dầu nó chạy đều. Nó thật là bon cái sợi cót. Đó. Thì chúng ta có thể dội thêm một chút vào chỗ này nữa. Vặn lại một lần nữa cho ok này. Đó. Vậy là xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp vào xe nhé. Các bạn đừng quên gắn cái long đen vào nhé. Không lúc chúng ta đặt vào rồi lại mất công lấy ra lần nữa. Các bạn vặn vặn con ốc này lại. Chúng ta vặn con ốc này lại. Các bạn siết cảm thấy dùng một cái lực nó vừa đủ thôi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ lắp vào. Ồ, bây giờ nó bị trống các bạn ạ. Đấy, nó bị trống này. Có nghĩa là cái cót nó trôi ra thì nó sẽ bị trống vào cái cục tỳ bên trong. Chắc là phải lấy ra. Đấy, nó bị trống vào trong cái này rồi, không 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 được các bạn.
chắc là phải lấy ra thôi. Đây thì mình đã lấy ra này. Cái sợi dây con nó đẩy cái trục cái đầu này nó lòi ra ngoài. Đấy, chúng ta đặt vào thì không thể nào mà ấn cái này vào được. Chúng ta cần phải xoay cái này. Đó, chúng ta xoay cái này. Các bạn xoay sang phía bên phải, theo chiều bên phải. Sau đó các bạn tì vào đây. Đấy thì cái cục chốt này nó không bị lòi ra nữa, chúng ta lắp vào trong cái máy mới được. Đấy, chúng ta đang gặp một cái vấn đề, đó là cái cục tăng cam này nó bị đẩy cái sợi dây con, nó đẩy cái chốt lòi ra. Thì mình sẽ dùng cái sợi dây thép đó đập vào đầu dẹp nó đi. Bạn đập sao để chọc vừa cái lỗ của cái con ốc kia. Đấy. Sau đó chọc vào cái tăng cam này. Chọc cái lỗ giữa, chúng ta vặn cho cái. Đấy, sẽ cắt, các bạn cắt lấy một đoạn ngắn vừa phải thôi nhé. Chúng ta vừa làm vừa ướm. Nó dài thì chúng ta lại cắt tiếp. Đấy, bây giờ sẽ chọc vào cái cục tăng cam. Chọc vào cái lỗ giữa ấy. Sau đó các bạn vặn. Đấy, vặn cho cái này nó co lại, cho nó rụt vòi lại. Đấy. Thì các bạn vặn khi nào nó quay hết tầm đi mà nó đến chỗ cái lỗ thì các bạn dừng lại. Đấy. Chúng ta sẽ bẻ cong cái này xuống để xỏ cái lỗ kia. Mình làm cái này để nó chốt lại cái đầu chốt cục tăng cam, nó không bị thòi ra ngoài nữa. Bởi vì chúng ta vặn lại thì nó ở, nhưng mỗi khi chúng ta thả ra thì nó lại trôi ra ngoài. Đấy, mình sẽ làm cái chốt này để giữ nó lại. Đấy, các bạn nhìn này, đấy nó không lòi ra ngoài được nữa rồi. Để chúng ta đặt vào thì nó sẽ không bị tì nữa. Nếu bạn nào chưa tháo cái nào này bao giờ thì lưu ý cái điều này nhé. Sau khi chúng ta gắn xong vào máy vặn ốc hẳn hoi thì các bạn rút cái này ra. Cái này của mình nó vẫn hơi bị dài. Mình sợ nó vướng nên mình sẽ bấm bớt đi một đoạn nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ. Đây các bạn xem này, cái này nó vừa vừa tầm này này. Các bạn chỉ việc lấy cái tô vít, các bạn vặn hết tầm và sau đó cài cái các bạn vừa chế như mình ấy. Đó, bây giờ vặn, vặn hết nó vào. Đấy, nó kịch rồi. Thì chúng ta sẽ dừng lại. Thôi, vỡ luôn cái bút thử điện này. Mặt toi 5.000 này. Đó, sau các bạn chốt cái này vào. Đấy. Vậy là nó không thòi ra được nữa. Thế là chúng ta chỉ việc lùa vào cùng máy thôi. Mình sẽ cài một con ốc ở đầu bên dưới trước. Cái góc bên dưới nó rất là khó để con ốc, bởi vì một cái chân treo máy thì nó lại thò luôn ra cái chỗ cục tăng cam này, đâm ra là lấy ra kiểu này nó hơi bị khó. Các bạn phải kiên trì một chút. Nếu mà là thợ thì người ta làm đơn giản, còn chúng ta thì không phải là thợ cho nên là thao tác nó rất là ngượng và nó vướng. Sau khi mà lắp xong ấy thì mình sẽ để nổ xe cho các bạn nghe nhé. Khi đó thì mình sẽ không không bình luận trong video nữa. Đó, vậy ok này các bạn này, nó khít xuống rồi này. Nó không còn bị kênh như lúc trước nữa.
Đấy, bây giờ chúng ta chỉ việc là vặn ốc vào. Sau khi các bạn vặn hai con ốc hai bên xong ấy, thì là chúng ta sẽ rút cái chốt ở giữa và vặn nốt cái con ốc ở giữa vào, đó là ok. Bây giờ mình sẽ vặn ốc vào. Sau khi vặn ốc xong thì bạn nhổ cái cá, cái chốt mình chế cái này. Cái này mình làm nó mất rất nhiều thời gian. Trước mình có hỏi giá cái cục này của ở hãng hình như là gần 1 triệu sao các bạn. Đấy, sau khi mà vặn khá khá thì mình sẽ dùng cái cà lê mình vặn lại ốc cho nó chắc tay. Và rút cái chốt này ra. Các bạn vặn chật vừa phải thôi, đừng 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 căng tay quá kẻo nó cháy ren đấy, vì là cái động cơ của máy là nó bằng nhôm bây giờ lười rồi. và con ốc thì lại bằng bằng thép đó. Xong các bạn rút cái ra, vậy là vặn nốt đi con ốc ở giữa nữa. Đây, cái này rút ra rồi, vặn nốt con ốc này vào nhé. Bây giờ mình vặn ốc rồi, sẽ test máy cho các bạn nghe nhé.